Hết hiệp 1. Sau khi kết thúc các trận đấu 337, ban tổ chức sẽ tiến hành trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích ở lứa tuổi 18 đến 40. Đề nghị các đoàn cho vận động viên tập trung, trang phục nghiêm túc. Hết thời gian nghỉ, mời thẩm thấu viên xuống đài. Hiệp 2. Thank you.
hết hiệp 2. Hết thời gian nghỉ, mời phát thanh viên xuống đài. Hiệp 3. Kết quả trận đấu, vận động viên Ngọc Đài Đỏ thắng cuộc. Như vậy, huy chương vàng.